Bao nhiêu năm giờ đi cần vụ cho các ông to nấu nướng các thứ, mang cho quả trứng. Đi lên đây như vậy là coi là tính đến năm nay là 16 năm. Riêng tôi với bà Mận ở đây thì như vậy là không phải là vợ chồng, mà chẳng qua là vì trong lúc bà ấy khổ quá thì tôi làm ở cái trạm trấn Nguyễn Thái Học này thì tôi tạo điều kiện để cho bà ấy dựa vào sống trong cái lúc bà ấy hoạn nạn. Bây giờ thì tuổi già sức yếu rồi, đối với tôi thì không thể ở đây mãi được, cho nên như vậy là tôi muốn là để bà ấy về quê hương bản quán mà có anh em cha chú nhà bà ấy trông nom trong lúc bà ấy già yếu. Còn tôi thì tôi về các trại điều dưỡng của quân đội được. Vâng, cảm ơn anh. Anh đừng có đưa anh nữa thì anh